Hello tất cả anh em nha. Hello tất cả mọi người quay lại. Hôm nay khởi đầu một tuần mới với cái với mấy cái hoạt động như là unbox cụ phái nha anh em. Bây giờ em up đồ một tí. 8:30 mới em đi ăn cụ phái nha mọi người. Bây giờ định đi tập tu luyện nè. Và bây giờ hết công lực đan rồi mọi người. Hết công lực đan rồi. Tí về anh cho. Ok. Âm thanh này kia nghe ok chưa mọi người? Phải, công lực đen cái lúc mà mình cần á thì nó nhiều ha, cái lúc mà mình không cần á kiếm không có nữa. Giờ để em lục lại mấy cái ạc kia coi. Công lực đen hết sạch luôn. 11 cục. 20 cục là được 30 cục. 30 cục công lực đen. Mới mua 10k vàng anh em ơi. Vàng bây giờ vẫn còn giá cũng đang còn rất là ổn. Đâu đó khoảng tầm 15k một 1k vàng. Mới xúc 10k vàng để mà up tu đây. Hạt này tu còn thấp quá. 50 cục hả? 50 cục công lực đen này không có đủ cắn rồi. Ok. Hello anh. Hello anh Toàn, hello anh Khoa nha. À quên, để em bật trên cả top nữa. Hôm nay like top nữa anh em. Nhưng không phải gì. Yên lòng phát hiện. Thiên Long phát hiện nha anh Duyệt Hữu ơi, Thiên Long phát hiện. Hello anh Thắng. Ồ anh Thắng đúng nhanh luôn á, mới bật cái là anh Thắng vô liền luôn. 50 cái công lực đen thì không xin nha rồi. Thôi giờ cắn tạm 50 cái. Seabot đừng môn. Thôi không dám nhận Seabot. Đặt cờ lo mà. Á chơi đường môn mà có cái danh hiệu đệ nhất thiếu lâm là nó mới ngầu nè, cái nào gọi là không đụng hàng. Cái gì mà đồn nhau gì vui vậy? F10 chắc là tăng mát cái. Như là né là mình chưa tăng, là né tránh là chưa tăng cái nào luôn. Chắc là phải up nội công trước đi, up nội công trước. Hello bạn nha, ok. Cái này hả, Thiên Long phát hiện đó. Mấy chủ này là mấy chủ lục mạch thần kiếm nha, up bên ngày 16/6/2023, đấy giờ là gần được 1 năm rồi đó mọi người. Ừ, gần được 1 năm rồi. Hello Đức. Viết một cái là một ấy hả ta? BT này là đi cày thôi anh ơi. Cái DBK là hên xui lắm. Cái DBK là người ta đấm cho vỡ mồm. Tại vì quan trọng ở cái con Ami á. Bình thường nếu mà để DBK thì nên kẹp hai con Ami hơn là một con. Mà dàn của em thì em kẹp có một con Ami à. Bây giờ em sẽ up tu. Trời ơi, top đâu ra hôm nay lượt view cao vãi chưởng luôn, 50 mấy người xem. Hello mấy anh em ở trên top nha. Tuấn ơi, em này bật ti mà kiểu như là để cày đồ này kia anh em, là thường là sẽ
101 rồi. Thường là sẽ có hai con tiêu dao, mà mặt tiên này là cũng hai tiêu dao rồi, cũng tạm được. Có luôn hả? Không có game này được. Hồi được có một thời gian mà ít mấy anh em bận việc, mấy anh em chỉ vô đi phó bản thôi, ít BK này kia cái kiểu, nhưng mà vẫn mọi người vẫn online đầy đủ mà. Server admin vẫn mở server duy trì ok la mà. Từ từ để coi coi. 66k rồi, 66k. Chắc là tăng mát luôn đi, mới mua vàng mà lo gì. Mới mua hết 10k vàng anh em, giờ là tiêu hết 10k vàng này luôn. 2 phút nữa là boss ra rồi, bây giờ ra trước. Một tí nữa 9 giờ là sẽ có cái hoạt động là ban hội đồng tâm nha anh em. Cái đợt này event, đợt này là event mới ban hội đồng tâm. Bán thiếu luôn. Lục mạch thần kiếm mô phỏng thôi. Đúng rồi, đúng rồi, bản mô phỏng thôi. Chứ giờ đợi kiếm đâu ra lục mạch thần kiếm nữa. Giờ chỉ là chỉ còn là hư danh mà. Để coi tối nay không biết anh em có va nhau không nha. Ủa lục mạch bây giờ, lục mạch thần kiếm bây giờ là Bạo Long tranh bá hả? Cái tên mà Bạo Long tranh bá nghe cũng ngầu phết đó chứ nhờ. Đúng không anh Thắng? Cái tên là Bạo Long không? Bạo Long tranh bá nhờ. Ủa má được nha, bỏ túi cái tên này nha. Mình chơi Nga Mi nâng tu luyện nào vậy bạn? Mà Nga Mi thì cứ full thể đó anh ơi. Nga Mi thì cứ full thể cho em, xong rồi xong cái quyển mà xong cái cuốn đầu tiên thì qua cuốn né tránh hay gì đó. Cuốn đầu tiên thì có phục cưng mát nè, trên này nè thì cái mát thể lực đi, xong rồi cái cuốn ở dưới này thì mình đi đi né. À khoan, bây giờ 29 rồi hả? Cất vàng là giọt lẹ anh em ơi, cất vàng là giọt lẹ. Đi cái này hoạt động này là đi trễ là còn đúng cái nịt á. Đâu rồi, Thúc Hà cổ trấn. Đây là server của chủ tịch Tích Triều hả? Những tay chơi cực kỳ kinh khủng. Ủa kìa, có rồi kìa anh em. Ủa nhanh vậy? Mới ra luôn á. Thôi thì bây giờ mình đi mở hòm thôi. Boss này ăn nhanh lắm anh em. Boss này ban đầu server đánh cực nhọc cực kỳ. Bây giờ thì khỏe rồi, bây giờ thì anh em ai cũng khỏe hết á. Rương kìa bú, quá trời rương luôn. Vừa phù ra chưa kịp đánh gì luôn. Chưa kịp đánh gì. Anh em ai có công lực đây em xin với. 3 mầm rồi, 4 mầm. Thấy không? Anh em thấy không? Đi trễ một xíu là còn đúng cái nịt luôn á. Chỉ còn đi trễ một tí thôi là còn đúng cái nịt. Nhanh quá à, mọi người ăn đúng nhanh luôn. Em ra có trễ đúng 1 phút, đúng 1 phút luôn, trễ đúng 1 phút luôn. Để coi tổng cộng là được ủa bên này không được có cái nào luôn. Coi mấy bên kia coi. Đồng vui quá, hello anh Tuấn, hello Luyện Bún. Mày không được cái nào. Không được cái nào. Không được cái nào. Hôm nay thất thu rồi. Thất thu rồi anh em, thất thu rồi. Có 8 mầm mà. Bình thường là mèo nó cũng thấy là 10 mầm. 10 11 mầm trở lên. BK đang đợi BK anh Linh ơi. Này không có BK, chưa biết nữa, em đang đợi coi có BK không nè. Bữa giờ anh em im quá. Toàn BK giờ đêm. Đó cái giờ mà người ta chuẩn bị đi ngủ. Cái giờ người ta chuẩn bị đi ngủ thì anh em xiên vô BK lắm. Má nó giống như cái giờ đó mới là cái giờ mà vợ ngủ rồi để mà trốn vợ vô mà là BK hay gì á. Lạc Dương. Công lực đen
xin công lực đen anh em ơi. Bên này không mang trùng, có trùng chứ anh Tuân? Bạn này có trùng chứ? Bạn này có trùng nhưng mà kiểu như là nó ít trùng á, ít trùng lắm. Cái đằng khí nó hư, sắp hư rồi nè. Không còn cái viên, không còn cục nào hết. Đồ giá này. Đúng rồi, cái giờ mà người ta đi ngủ là cái giờ mà mấy ổng BK. Thế mới đau đi chứ. Toàn là BK cái giờ mà giờ linh không à. Đi kiếm có ai bán công lực đen không? Bây giờ anh em quá trời thương hội luôn nè, nhưng mà hôm giờ không có người nào bán gì đó, bóp nhau chết luôn. Không có bán công lực đen rồi, công lực đen người long cũng tiêu. Văn Giao là ai? Trường Sơn còn công lực đen không em? Xin ít cục không không. Bây giờ đang đợi có kèo đâm. Bây giờ có người hú cái là mình ra liền, hú có kèo BK đó em ra liền luôn á. Hủy thèn ơi, bình thường á em cũng bỏ không à mọi người. Á bình thường đi đi phó bản rớt ra cũng toàn vít không. Tới lúc hôm nay cần thì nó lại không có. À đây nè, 120 ngon 99. Rồi trồng 200 bông được 104 bông hả? Xác suất là 50% là ok rồi. Công lực đen và quan mua một tuần được 3 cái. Cái không cái này thì công lực đen nó đi kiếm cũng khá là dễ lắm. Nhiều anh em bây giờ BK gì đó. Hay do ở nước ngoài nên được giờ. Ừ không, kiểu như là có nhiều người đi làm việc trễ á. Có những anh em mà kiểu đi làm việc trễ nên là anh em toàn on đêm không. Nhiều anh em cày đêm lắm luôn á. Nhìn giống như trồng hoa được nhỉ? Nhìn có cái giống như trồng hoa được. Ừ đúng rồi, có cái như trồng hoa được anh. À, bây giờ em sẽ up full cái tu luyện của cái quyển này luôn. Xong rồi một tí nữa sẽ qua bên né để tăng đam á anh em. Đi đi boss mà còn được, còn phải đi lọt vô top 30 nữa. Đi cái chiến trường cuối tuần á, chiến trường phát hình á. Ráng mà lọt cái top 30 mà phải có nội công. Phải có nội công bắn quái nó mới vô máu nhiều. Vàng server này có giá anh, em mới mua 10k vàng hết 150k ATM á. Vàng bây giờ là 15k ATM một k vàng. Nói chung là giá nó cũng không rẻ không mắc. Nói chung tầm này giá đó là ok rồi. Quá ổn áp. Bây giờ tăng mát chính xác đi. Mát chính xác hả? Công lực hồi đó bởi cái công lực đen cũng khá là dễ tìm á, nhưng mà do là em bình thường em không có tích nên là không có được nhiều anh em. Không có tích nên là không có được nhiều chứ chịu khó tích cũng được nhiều lắm. Tại đi cái phiêu biển phong ít thiếu đất sơn chứ, cái thiếu đất sơn đi cũng dễ lắm. Thiếu đất sơn đi 6 ạc thì nó cũng xác suất nó ra cũng khá là cao. 6 ạc một boss thì cũng được có tầm 1-2 cục. Trêu nhau vãi. Hết 8k rồi đó. Ủa đâu 9k chứ. 9k. Hồi nãy được là 12k.
này chắc lên được tầng 100 á, còn bao nhiêu dư lại này để lên cái quyển né. Cái gì bên này có ông nào on vài chục ạc chống bên Thiên Long Phát Khiền không nhỉ? Không không được anh ơi. Tại vì một máy á, một máy là ồ đúng rồi, công lực đen ăn không giới hạn anh ơi. Công lực đen ăn không giới hạn. Một ngày ăn bao nhiêu cũng được hết. Lóc ạc kiểu như là một máy là một một máy lóc được có 3 ạc à. Nên là ông nào muốn ông nào mà hiệt cái ông nào mà lóc cỡ hai vàng thôi là hai vàng là phải cần là 12 ạc đúng không? Là phải cần 4 máy. Mà ông nào lóc được như vậy là em cũng nể lắm luôn rồi đó. Chứ đừng nói tới mà chục vàng hay kiểu hay gì đó. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Tại vì mình đang bị giới hạn mà, một máy là 3 ạc thôi. Còn mấy anh em mà cao tay hơn nữa thì nhiều cách lóc khác nhau, kiểu bỏ tiền nhờ người này người kia, mấy ông mà kiểu đeo xịn sò đồ á. Đâu, em vẫn là Thiên Long Phát Hiện mà, you lost. Em vẫn chơi Thiên Long Phát Hiện mà. Năm tháng kỳ cuối vất vả nhưng vui. Ừ, gọi là gì ta, cái thời gian quý báu rồi đó mà, cày cuốc, nhờ mình cày cuốc bây giờ mình có cái kinh nghiệm để mà mình chơi nó dễ hơn. Nói chung là cái gì cũng đã từng chơi biết qua rồi, nó dễ dễ lắm luôn á. Giếng ngon ướm gà cá còn 2k vàng, hay là mua thêm 10k nữa ta, xúc bà nó thêm 10k nữa đi để coi né tránh được 10k nè, chính xác được 38k chính xác. 38k chính xác rồi. Mà sao chính xác có vẻ như hơi thấp nhỉ? Chính xác hơi thấp. Hồi xưa anh chơi cái láp cùi bắp out ra lại một lần chạy 2 cái vòng. 5 vòng, trời ơi xiên. Thôi chơi cái này mà chơi láp là lắc lắm luôn á. Em biết cái cảm giác đó rồi. Hồi xưa là em cũng là, em chơi cái này em cũng chơi láp luôn. Hồi xưa em cũng chơi láp luôn anh Tuân à, Excel nữa đâu mà mua. Đâu Excel còn nè. Excel này cũng nếu mà ấy là cũng được một mớ nữa chứ. Mà do là hết vàng rồi. Còn có 2k, 2k thì không có thấm bao nhiêu đâu đó. Hôm nay thất thu, hôm nay Tuấn thất thu, được có chưa được chục mầm, ừ đúng là chưa được chục mầm luôn. Tích bữa giờ là mấy ngày được được 18 mầm nè. Bây giờ đi trồng hoa anh em, trồng hoa này thì sẽ được hoa hy vọng. Thúc hạ cổ trấn, tu lên tầng cao vàng SE mới thốn, đúng rồi. Nếu mà một hình như là em nghe nói là một cuốn mà để mát luôn á là đặt tầm đâu đó khoảng một cuốn mà mát 150 tầng, 150 cấp luôn á, là nó sẽ tốn cỡ 12 tới 15k vàng. Excel thì nó không có đáng kể đâu, Excel thì cày nhanh lắm, tại vì ở đây nó có cái map huyền hải á, cái map huyền hải đánh quái lên Excel nhanh cực kỳ. Đấy bây giờ trồng hoa nha anh em, 18 hoa thì em chỉ hy vọng ra cỡ được 14 13 hoa là được 18 mầm chứ. 18 mầm. Ra được 14 10 13 14 hoa. 13 14 hoa là ok la rồi. Có mấy lúc á là trồng hên lắm anh em, kiểu như là cứ hai mầm là sẽ được một hoa, hoặc là ba mầm sẽ được hai hoa. Hai cái hoa, nói chung là xác suất nó cũng về gần như là 80% luôn á. Mấy cái lúc đó cái drop nó đang cao á, trồng sướng lắm. Trồng 100 hoa là bèo gì cũng phải thu lại được 80 hoa, 70-80. Kiểu đúng hơn luôn á. Đó, kiểu như là cái gì à, theo quy củ em là chủ vườn hoa nè, đúng nghĩa chưa? Hey, đứng giữa vườn hoa luôn. Bây giờ đợi nó lớn thôi mọi người. Trồng hoa này thì sẽ có thể nhận được hình như là có những cái căn cốt đen thì phải, với lại căn cốt đen cao cấp nè, rồi chân nguyên nè, rồi hoa hy vọng.
chắc bọn trẻ bắt hình nó để yên cho em chứ. Không, chắc là mấy anh em địch, em được cái là mấy anh em địch không, mấy anh em địch địch ít khi nào đánh em lắm. Tại là trước em cũng ở bên đó mà, mấy anh em địch trời ơi, nghe mình dùng cái từ địch vậy thôi chứ mấy anh em đi nhậu với nhau suốt, kiểu anh em ở vòng Sài Gòn nè, cái gần gần nhau á, đi nhậu suốt á, chơi từ tháng 6, chơi với nhau hơn một gần một năm rồi. Mấy anh em chơi với nhau gần năm rồi chứ mà đi nhậu chắc cũng được 3 lần rồi đó. Năm mà đi nhậu được 3 lần rồi, một lần này cũng được gần chục người đó, vui lắm. Trồng hoa này nhớ mãi. Hello anh, hello, hello mấy anh em ở trên top top nha. Hello anh Đồng, trồng hoa này nhớ mãi cái thời bị tây thằng Minh Thành nó lóc ặt trồng hoa bán cho vàng cũng chịu không mua được iPhone 3 hay iPhone 4 luôn gì ghê vậy. Trồng hoa anh ơi, trồng hoa nha anh Đồng. Má trồng cái này. Anh em nhớ là có những cái lúc mà mình trồng ở Đại Lý á, đúng không? Nhớ không? Hồi xưa có mấy cái event mà trồng hoa này ở Đại Lý nè, xong rồi cái có mấy thằng quỷ mà nó chơi nó tạo ạt thiên sơn á để mà nó đi cái ép hoa của mình đó, nhớ không? Trời ơi mà nó cay vãi luôn á. Nhiều ông chịu khó nghĩ ra mấy cái trò bịp thiệt á. Ok, bây giờ là 18 hoa. Ok, được một hoa nè. Một hoa, hai hoa, ba hoa, bốn hoa, năm hoa. Không không anh ơi, trồng cây không cần phân bón luôn. Trồng trồng cứ thế mà nhặt thôi. Được cái gọi là gì ta? Quá trình nó được rút gọn rồi. Được rút gọn quá trình. Wow, để coi coi. 10 17 mầm được 9 hoa hả? Em 18 mầm nè, để em coi em được bao nhiêu hoa nha. 18 mầm 14 hoa. Thấy không? Thấy em nói hay không? 14 mầm là em sẽ được 14 18 18 mầm chứ là em sẽ được 14 hoa. Trời ơi, đoán như thần. Cái gì? Cái người trồng hoa không phải đợi ngon nhỉ? Đợi chứ, đợi nhưng mà thời gian nó nhanh thôi, nó chỉ có tầm vỏn vẹn đâu đó vài phút thôi. 3 phút, hình như là 3 2 3 phút gì á. Người chồng thì nhiều mà cái map nhỏ xíu rồi 2 3 giờ sáng còn tranh giành nhau chồng nhưng mấy phút mới còn được bị kích. Ừ, hồi xưa cái thời đó là hơn thua dữ lắm luôn á. Event cái này không phải event anh du lót thôi, cái này là hàng tuần luôn á. Hàng tuần là có cái hoa hy vọng này, hàng tuần là đánh đánh cụ phái tập kích 2 lần ở Túc Hà cổ trấn, tích được 16 hoa. Đợt này em tích hơi chậm, tuần này không có hoạt động nhiều nên là tích tích cái tích chậm quá. Phiếu đợt này không không có tích nhiều nè. Phiếu 2, phiếu 3. Phiếu 3 đâu rồi? Còn cái phiếu 3. Ủa hết phiếu 3 đó ta. Phiếu hạt 3. À hết phiếu luôn rồi. Ok, bây giờ chắc là đi vòng vòng dạo dạo. Sao game không trồng cỏ? Trời ơi, có vụ trồng cỏ nữa. Chứ trồng hoa tuyền phải canh. Đúng rồi, mình phải canh. Không thôi là cái thằng nào mà nó đang mở bán 500 hoa qua S2 bán em mình ơi. Ô, Cảnh Vân nè. Cảnh Vân, Thiên Sơn. À, ạc này là ạc của anh Quang mà. 1 m² là phải 10 thằng Thiên Sơn kẻ. Đúng rồi, kiểu như là lúc trước là đất chật người đông mà lắm người người xấu. Qua S2 bán hoa đi anh Bình, qua S2 bán hoa cho em nè. Thương hội bữa giờ gom được bao nhiêu đây ngọc rồi anh em? Không, cái này là ngọc ngọc một ấy, ngọc hai thôi, ngọc hai đây nè. Mấy cái trang này là ngọc hai, còn ngọc ba ngọc bốn là sẽ để cái trang này. À, hồi đó là chuyên gia đi đạo tạo mấy hạt thiên sơn, xong rồi cái lên trên thứ nhất là đi KS đồ, xong rồi thứ hai là đi phá trên đó, đi phá mấy ông mà kéo kéo hạt á. Ồ má, kiểu đúng ác luôn, đánh ở trên Yến Vương cổ mộ tầng 1 á, tôi canh mấy ông đang kéo hạt clone của mấy ông á, mày cứ vô cứ thế mà vô vả ác dễ sợ. Được một viên ngọc, một viên hỏa 4 nè. Thôi bây giờ đang rảnh để gom ngọc luôn đi, gom ngọc lại để xem coi bữa giờ bao sau bao ngày chăm chỉ được bao nhiêu viên, được đồ như thế nào rồi. À, trước tiên phải cất bớt mấy này vô nữa hả?
kháng hỏa đây, mở cái đơn ngay ngay chốc luôn, kháng kháng độc là trang này, còn né với lại chính xác nè, thể lực không có, thương pháp không có, né tránh. Cái nội thủ, cái viên, cái ngọc nội thủ em thấy ít người xài quá, ít người xài ngọc nội thủ thiệt luôn á anh em. Hello anh Hưng nha, hello tất cả anh em. Băng 1 2 3 viên băng, cái này bỏ đi, phá thiên tiễn. Không, anh em nào mà comment mà em chưa trả lời là mọi người biết là cái bình luận nó bị trôi nha, chứ không phải là em không cố ý là em không bình luận, trả lời anh em đâu. Em là xin đọc comment lắm. Chỉ có thể là thiếu sót. Ô được, để coi 1 2 3 3 3. Ô vậy là được một viên 5 luôn rồi. Lấy lại. Ừ đúng rồi, được một viên băng công 5 nè. Một viên băng công 5 với lại. Một băng 5 với lại một một hỏa 5. Ê, một gì bắn hết chỗ ngọc này cũng được khá. Trời ơi, không bán đâu, đều đổi thôi. Em lười bán đồ lắm anh em, đồ không có xài lấy đâu bán. Tấn là tấn chỉ mua thôi, tấn không cấp bén. Nghèo chứ anh em, á nghèo nhưng mà phải sống trọn với đam mê, tháng nào cũng đóng góp tiền quỹ. Đóng góp tiền quỹ đầy đủ hết á. Không có thiếu tháng nào. Tháng nào cũng phải đóng góp tiền quỹ hết. Xung vào con quỷ. Kiểu như là thanh lý thành boss ngay thôi, không thành boss nổi. Mua đồ giết mà bây giờ là chai mặt luôn mà. Mấy anh em biết là mua là sẽ thanh toán vào đầu tháng. Mua một lần là mấy mối luôn. 1 2 3 4 5. Ok là một viên băng công cấp 5 sẽ được ra đời. Ông nào mua băng băng 5 không? Mà cái bị một cái là băng ở băng ít người chơi quá. Tại vì chỉ có băng chỉ có đường cái gì ta? Chỉ có đào hoa nè. Đúng không? Ừ, đào hoa nè. Rồi Nga Mi, mà Nga Mi chắc chắn sẽ không đi đồ công cho mua đồ mua ngọc công rồi. Võ đen. Nga Mi, võ đen, đào hoa, thiên long băng cũng được. Thiên sơn. Có nhiêu đó. Bởi vậy khó kiếm mà cũng khó bán quá. Băng công nè. Hỏa công 4 nè, 4 1 viên 3, 2 viên 3, 3 viên 3, 4 viên 3, 5 viên 3. Bây giờ là muốn lên ngọc là chỉ có đường là chỉ có cách là tự gom ngọc mà lên thôi. Chứ bây giờ mua không có nha, mua phải mua giá cao. Mà cái đó thì để cho mấy sếp, mấy boss mới chơi nổi thôi. Chứ như tấn cùi là chỉ gom ngọc từ từ mà lên thôi anh em. Nó lụm nhặt từng viên ngọc, à từng viên ngọc 2 để mà lên được ngọc 3, ngọc 4. Tính ra để mà sở hữu một viên ngọc 5 á, là mình phải tốn, ấy là mình phải cần tới 7, đúng không ta? Phải một viên ngọc 5 phải tốn, phải cần 125 viên ngọc 2. Phải nhiều phết luôn á. 125 viên ngọc 2 mới được một viên ngọc 5. Nhưng bây giờ có auto rồi cũng đỡ, với lại mình cũng bây giờ thì trưởng cụ yếu quyết nó cũng rẻ rồi, với lại khỏe nên gom ngọc khỏe. 3 3 3 3 3 4 được 2 viên 4. Đông rồi, 4 4 4 4. Bây giờ có auto đồ rồi, trưởng cụ yếu quyết rẻ, mở thương hội rẻ nên là gom đồ cũng đỡ nhọc hơn rồi đó. Lúc ban đầu á trưởng cụ yếu quyết còn mắc á, trời ơi họ phải nói luôn, một cái trưởng cụ yếu quyết mấy trăm, hình như là 500 ADM luôn á, mấy lúc mà mấy cái giai đoạn đầu server.
mấy cái này là viên, mấy cái này là ngọc kháng nha, ngọc kháng. Kháng 4 thuộc tính có đủ luôn nè, nhưng mà không biết là đang đang em đang rất là thân vân, có nên là kháng chỉ ép kháng độc hay không. Tại vì ép kháng độc thôi là để mà con Nami nó còn đi được khiêu khiêu chiến. Né ngọc nội thủ huyết quá trời luôn, nhưng mà cứ gom vậy thôi chứ không biết là khi nào mới sử dụng được cái ngọc huyết này. Ngọc huyết thì thấy nhiều người không có chuộng ngọc huyết lắm. Ủa hồi đó anh Thắng chơi là anh Thắng thường chuộng cái phái gì anh53 rồi, chuẩn bị 9 giờ rồi anh em, chuẩn bị vô được ban hội đồng tâm rồi. Hello anh con gái nhỏ nha. Hello shop anh em. Dạo này tôi ổn. 1, 2, 3. Excel võ hồn hồi nãy bỏ đâu ra sao nữa, 4.000. Ô chết, tôi bỏ đâu mất tiêu rồi. Hello Kevin Clark. Chưa được 1 triệu trang bị nữa. Chắc là bỏ đâu mà quá. Sống ngọc nội lực. Xuyến Long Thạch Bạo, giảm kháng huyền âm. Giảm kháng huyền âm. Rồi đi up nốt cái giảm kháng âm lên luôn cho nó lấy đam chứ. Con trâu. Khi nào mà cái ạc này mà nó mát hết mấy cái này luôn nè, nó mới giữ mát hết tất cả các dòng ở dưới này nè. Cấp 9 bây giờ còn thêm mấy chục cột nữa. Có 9 cây chân nguyên nè, để coi đi quay ở ra gì không. Còn 5 phút nữa mới vô được ban hội đồng tâm. Chân nguyên, Lương Nguyện, chân nguyên à, bây giờ là cam trở xuống đi. Chân nguyên hiện tại thì cũng full chân nguyên hiện tại là full tím rồi anh em, bây giờ chỉ cần cam thôi. Bữa hổm ra một viên, hình như là ra được 3 viên cam, nhưng mà không có viên nào xài được hết. Có một viên hỏa luôn đó chứ. Ôi cám kìa. No. Má 9k, chính chỉ cần 9k thôi mà ra một viên cam. Thử vận may 9k chân nguyên. Ra một cam. Cam chỉ cây vải. Cũng may mắn, cũng được gọi là may mắn đó, nhưng mà là cam cam này là cam chí. Cam này là cam hội công anh em à, chứ không phải là cam thuộc tính hay là cam thể gì hết. Không mà 9k điểm mà ra được một cục như vậy là quá gọi là may mắn rồi đó. Ok, bây giờ đi qua Lâu Lan tầm. Bây giờ về đại lý để mà tham gia hoạt động ban hội đồng tâm thôi anh em. Đại lý hả? Ở đây không có cho dịch đại lý. Coi Lạc Dương trước mới cho về đại lý nha.
Chỉ có để cái hiệu ứng nó như vậy nè mới đỡ, mới không bị lắc. Nhiều hiệu ứng quá là nó sẽ bị lắc ngay luôn đó. Ok, đâu rồi, chiến tham gia chiến trường bên hội cứ điểm 1. À, khác tổ đội chứ quên. Ok, on cứ điểm 1 thôi anh em ơi. Chiến trường chưa nhỉ? Cứ điểm 1, cứ điểm 1. Em đợi xíu để em kéo hết cái dàn cờ lon của bắp em vô trong. Chín giờ hoạt động nó bắt đầu nha anh em, 9 giờ hoạt động bắt đầu. Sao cây cái map này nó cũng giống như là cái map lâu lan gì đó, nhưng mà nó sẽ là map chiến trường chiến trường bang hội đồng tâm. Đâu rồi, nó quái sẽ ra lúc quái nhỏ à? Quái quái nhỏ sẽ ra lúc 9 giờ. Ồ, mình chạy từ từ thôi để cho mấy con cờ lon nó chạy theo nữa. Vô đây không mặc ti nha anh em, nó mặc ti là bị sút ra ngoài á. Vô đây lại sẽ mặc định là mặc à chưa, không có mặc định mặc BK, tưởng nó là như ban đầu là sẽ mặc định là sẽ mặc BK lên chứ. Giờ đúng không? À, anh em đang đánh ở dưới này luôn nè. Ok, một thôi. Cái này để đánh cái những cái con quái này, nó sẽ có xác suất là rớt ra mấy cái đá đồng tâm nha anh em, rớt ra đá đồng tâm. Thì cái đá đó là mình sẽ đem đi nộp để mình tích cái điểm cho bang hội của mình. Khi nào bang nào đứng tích điểm cao nhất trong cái đợt event đó thì bang đó sẽ được mình 20k kim nguyên bảo nha. 20k kim nguyên bảo rồi được 60 cái vải bông 4, 60 cái bí ngân 4, 60 cái phiếu ngọc 4 luôn. Nói chung là đồ chia đều cho tất cả anh em trong bang cũng ok la đó. Tầm này thì không biết là có anh em có đi BK không, mấy anh em kia có kéo vô để mà đánh nhau ở trong này không ha, để em đàm đỏ hết mấy cái con quái con nào xanh ăn coi để coi rớt ra cái gì. Em bật kèm thêm một cái auto nữa em, kèm thêm một cái auto nữa để cho nó chạy theo sau. Vô này không có kéo vàng được, vô này là chỉ đi cơ mà bật ti nhau cái là bị văng ra ngoài liền luôn á. Thank you.
cái auto LCT, auto G, auto thì nó chạy nhạt, nó sẽ nhạy hơn. Nó chạy nhạy hơn là auto kia. Được ba viên đá này nè, đá đồng tâm này. Ngoài đá đồng tâm ra là nó còn sẽ rớt thêm ngọc 2 nữa. Đó, ngọc 2 quá trời luôn. Bây giờ mình đứng mình đợi boss ra tiếp thôi. Chắc nữa không biết một tí nữa có anh em có kéo vô để BK không nữa. Hy vọng là mọi người kéo vô để BK. Trên này có vẻ như đánh hơi chậm nha. Để em lên đánh phụ cho. Đúng rồi. Chính xác rồi đó. Trên này có mình anh thắng KK thôi. Vậy là hôm nay mấy anh em kia không có đánh nhau rồi, mấy anh em overnight không đánh nhau rồi. Để tôi kiểm tra có mấy anh em on đủ không, sao đánh nhau đó. Quy không on rồi, ôi bạn ơi nè. Offline luôn, trời ơi. Mấy anh em hôm nay bỏ cuộc rồi. Cảm ơn anh 1989 nè, trời ơi, cái tên không biết mình nên là kêu như thế nào luôn á. Sẽ rớt cái gì ngon không. Bữa hổm chưa kịp chơi luôn anh em, chưa kịp đánh luôn là đông quá là không có chơi được, đông như quân nguyên vậy đó.
sau bao nhiêu lần đổi phái thì cũng về lại Huyền Cốc rồi. Đối tượng Bảo Châu trung tướng 50 356. Quá nó tự tắt hay sao ta. Ok anh em đợi xíu để mở cái đèn lại, nó kiểu như nó nóng lâu quá, nóng quá nó tự tắt. Lại là boss một quay boss nhỏ nữa. Tính là đánh cái này vẫn vẫn ok, la vẫn ngon hơn là đánh vẫn ngon hơn là đi đi có bạn lê hoa châu. Đấy bây giờ bắn quái có vẻ như là rác hơn rồi nè mọi người, không bắn rít liên tục luôn, còn như bình thường bắn này không có đít được 72k nổi công rồi. Bây giờ mình về mình tăng thêm cái được cái nội lực nữa thì nó lại lên tiếp, nội lực nó lên được nổi công nữa. Các để bật cái phong lôi này quân lên bắn thôi. Đấy 370k một bắn thấy không? Em tốn cái bắn cũng rác phết chứ. Rồi bắn quái thôi, bắn người là hay bắn người được có mười mấy k thôi. À, kiểu mà ông nào mà không biết rồi chắc đi ngang nhìn 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 ghé vô cái like, nhìn cái ủa sao mày đánh đánh quái ở Lâu Lan hài đấy nhờ, kiểu vậy người sẽ mắc ủa sao Lâu Lan sao đánh có quái đây nữa. Cái con này nó chạy lòng vòng quá. Ba phút nữa là sẽ có boss lớn nha anh em, ba phút nữa 9:15 là sẽ có boss lớn ở cái chỗ này, nhiều phép đấy chứ, quái trời luôn nè. Một con á, cái độ trâu của nó cũng khá là trâu đó. Còn con nào nữa không? Không chắc là hết rồi. Anything của mình Hỏa thiên. Chùi, đi cái này mày chết luôn. Mày biết là đi cái này mà đi bị quái nó cắn chết luôn kìa. Mày chửi chưa? Mấy ăn cờ lon để cái em để nó đánh, em để nó để nó đánh lùa nên là nó có bao nhiêu sát thương nó ăn hết luôn. Còn một mình dọn cái bãi quái này, quánh nhanh rút gọn coi.
Ủa sao ạc tôn ảnh với mấy ạc kia nó đứng im rồi? Ok, xong rồi, xong quái rồi anh em ơi. Thiên tôn. Còn một con nữa, còn hai con nữa. Thôi quái kia ra rồi, để đi ăn quái kia đi. Rồi rồi, bây giờ mình ngưng cái mình ngưng này đi xuống cái này ăn quái lớn này. Bắn ra xong con này luôn đi. Ok anh em, di chuyển đánh đi ăn quái lớn nào anh em ơi. Ghé bot lên đây Tuấn. Bot nào? Lưỡng xong. À đại cương thi nè. Quầy. Cương thi à, một rất nhẹ. Rồi, bây giờ là mở rương anh em ơi, để coi sẽ được có gì đây. Có đá nè, một cái đá, một cái giảm kháng hai. Ô giảm kháng hai khá nhiều luôn á. Đá nó giảm kháng hai không à, lục minh thạch hai nè, hồng giảm kháng này kia đủ kiểu luôn, quá trời rương luôn. Nhưng mà đa số là giảm kháng hai nhiều thôi, đa số là giảm kháng hai nhiều. Ok, cái sự kiện bay hội đồng tâm là dễ anh em. Bây giờ để đi về. Hello anh Thạch Tiến Sự, à nghe cái tên này quen lắm nè. Thạch, anh Thạch Tiến Sự, khoan từ từ để mình có quen anh này không ta. Nghe tên anh Thạch Tiến Sự quen lắm luôn á. Nghe quen vãi, hình như là có gặp ở đâu rồi, hay là có nhắn tin nói chuyện, anh em có nói chuyện qua lại rồi hay sao á, à đã từng chung chơi, đã từng chơi, từng chơi chung với nhau một cái server nào đó rồi. Nghe cái tên đó là nghe cái là ấn tượng liền luôn á. Bây giờ mình nộp cái đá đồng tâm nha anh em. Đây rồi, giao nộp đá đồng tâm nè. Bạn hội family của mình đang đứng đầu tiên với số điểm là 841 điểm. Ok, bây giờ được 862 rồi. Chắc chắn là đợt này sẽ được top 1 rồi đó. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem stream nha anh em ơi. Hẹn gặp anh em vào buổi stream sau nha mọi người. Em xin phép xuống live sớm nha.